Chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là ốp nhựa, ốp Body Shock của xe Kia 1,4 tấn. Sản phẩm được sản xuất bởi công ty Kia của Hàn Quốc. Đây là sản phẩm được sản xuất 100% bằng nhựa ABS cao cấp anh em nhé. Đây chính là cái mã sản phẩm của nó là Kia này. Mã của nó là 0K45A500050. Đó. Đây, với cái miếng ốp nhựa này thì nó cũng có cái cấu tạo khá là đơn giản thôi ạ. Đó, đây là cái phần để chúng ta bắt vào phần ốp nhựa. Đây là cái vế ngày hôm nay em giới thiệu tới anh em, nó chính là cái vế phụ nha anh em nhé. Đó. Thì vừa rồi là em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái ốp nhựa, ốp Body Shock của xe Kia 1,4 tấn. Cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian xem video của em. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.